Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Chuyện xưa không cũ. Cảm ơn vì quý vị đã luôn lựa chọn kênh giữa rất nhiều những sự lựa chọn khác. Quý vị và các bạn thân mến, việc xác định trạng nguyên đầu tiên trong lịch sử khoa bảng Việt Nam cho đến hiện nay vẫn còn nhiều tranh cãi. Người cho rằng Lê Văn Thịnh là trạng nguyên đầu tiên, người lại cho rằng là Nguyễn Quán Quang và cũng có người lại cho rằng là Nguyễn Hiền. Thế nhưng việc xác định vị trạng nguyên cuối cùng lại rất dễ dàng và không có nhiều tranh cãi. Vậy vị trạng nguyên cuối cùng là ai? Có phải ông Thi Đỗ Trạng Nguyên dưới thời nhà Nguyễn, triều đại cuối cùng của nền phong kiến Việt Nam hay không? Xung quanh cuộc đời, con đường quan lộ của ông có những câu chuyện gì gây bất ngờ? Mời quý vị và các bạn xem tiếp video hôm nay để cùng chúng tôi tìm hiểu. Thưa quý vị và các bạn, lịch sử khoa bảng nước ta chính thức được bắt đầu vào năm 1075 khi vua Lý Nhân Tông cho tổ chức kỳ thi Minh Kinh Bắc Học và Nho Học Tam Trường để tuyển chọn người tài phục vụ đất nước. Năm đó, Lê Văn Thịnh trúng tuyển đỗ nhất được vào hầu vua. Nhưng mãi tới triều Trần Thái Tông, niên hiệu Chính Bình thứ 16, 1247, mới đặt ra tam khôi, gồm ba bậc, trạng nguyên, bảng nhãn và thám hoa. Khoa thi năm Đinh Mùi này lấy đỗ 48 người, trong đó trạng nguyên là Nguyễn Hiền. Sau 63 kỳ thi đình, có 45 vị trạng nguyên đã được ghi danh. Đến khoa thi năm Bính Thìn, niên hiệu Vĩnh Hậu thứ 2, 1736, đời vua Lê Ý Tông, thì người đỗ trạng nguyên là Trịnh Huệ, tức là Trịnh Tuệ. Ông là vị trạng nguyên thứ 46. Tuy sau khoa thi này, dưới triều Lê Trung Hưng có gần 20 lần thi đình nữa, song không có ai đỗ trạng nguyên. Còn dưới triều Nguyễn, từ khoa thi đình năm Nhâm Ngọ triều Minh Mệnh thứ 3, 1822, đến khoa thi đình cuối cùng của chế độ khoa cử Việt Nam dưới thời phong kiến, được tổ chức vào năm Kỷ Mùi, niên hiệu Khải Định thứ 4, 1919, thì không có vị trạng nguyên nào, vì triều Nguyễn chỉ lấy bảng nhãn trở xuống. Triều Nguyễn được gọi là triều đại không trạng nguyên. Như vậy, Trịnh Huệ được xác định là vị trạng nguyên cuối cùng của chế độ khoa cử nước ta thời phong kiến. Trịnh Huệ quê ở xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa bây giờ. Sau rời cư tới Bất Quần, tức xã Quảng Thịnh, huyện Quảng Dương ngày nay, Trịnh Huệ sinh năm 1704, mất năm nào không rõ. Theo Trịnh Vương Ngọc Phả, thì trạng nguyên Trịnh Huệ còn có tên là Trịnh Tuệ vì có tên trùng với vợ của vua Trịnh Sâm là Trịnh Đặng Thị Huệ nên đã đổi tên. Ông là cháu đời thứ tư của chúa Trịnh Tùng nhưng gia cảnh lại nghèo khó. Tương truyền, từ nhỏ Trịnh Tuệ đã là thần đồng nổi tiếng thông minh khắp xứ Thanh. Dân gian truyền nhau rằng Trịnh Tuệ có tài liếc mắt qua một lượt đã thuộc ngay 10 hàng chữ, hàng chục năm sau vẫn có thể đọc lại vanh vách. Sau nhiều năm kinh sử, năm Quý Mão 1723, ông thi đỗ Hương Cống. Năm 35 tuổi, ông thi đình và đỗ trạng nguyên. Vì là con cháu của nhà chúa, nên sau khi đỗ trạng, Trịnh Huệ dính lời đồn gian lận khoa cử. Chuyện là, ở những khoa thi trước là các thí sinh thường vào sân rồng để vua Lê vấn thi, nhưng kỳ thi này lại vào sân chúa để chúa Trịnh Giang hỏi thi. Điều này khiến nhiều người nghi ngờ rằng chúa Trịnh đã thiên vị người trong dòng họ nên mới lấy Trịnh Huệ đỗ trạng nguyên. Nghe được lời ngờ vực, trạng nguyên Trịnh Huệ lấy làm bực tức rồi nói với mọi người rằng: "Tôi đã nhất tam khôi mà nói là do vương phủ thiên vị thì còn gọi gì là văn chương nữa. Này để khỏi nghi ngờ, trong triều ngoài nội ai có câu hỏi gì khó ở bất cứ sách vở nào về kinh sử, tả truyện, ý nho, lý số thì đem đến tôi xin trả lời hết." Lần lượt mọi người đến hỏi, ông đều giải đáp được. Sau đó có một người nêu ý kiến rằng: "Chiếc đũa là vật thiêng không có chân, lúc thì gãy, lúc thì mất, vậy nó chạy đi đâu, ở trong kinh điển nào?" Trịnh Huệ mỉm cười, chậm rãi đọc hai câu thơ của vua Lê Thánh Tông: "Trời còn dành để An Nam mượn, vạch trước binh Ngô mãi mới vừa." Ông nói tiếp: "Đó chẳng phải là câu thơ Lê Thánh Tông bản triều vịnh núi chiếc đũa, nơi khởi phát đế nghiệp, mở ra công cuộc bình Ngô ở nước ta hay sao? Núi chiếc đũa không có chân mà chạy về góc đó." Quả là ở Thanh Hóa, nơi cửa biển Thần Phù, nay thuộc địa phận làng Văn Đức, xã Nga Phú, huyện Nga Sơn, có ngọn núi đứng một mình, tên chữ là Trích Trợ Sơn, gọi nôm là núi chiếc đũa. Hình thù giống chiếc cọc cắm giữa biển, làm cột mốc cho thuyền bè qua lại. Từ xưa, các vua chúa qua đây đều có thơ để vịnh, ca ngợi cảnh đẹp của phong cảnh.
Sau những câu trả lời của ông, mọi người ai nấy đều bái phục sự thông minh và hiểu biết của Trịnh Huệ. Những lời tiếng dị nghị cũng lắng đi phần nào. Sau khi Đỗ Trạng Nguyên, lúc đầu ông làm quan Sơn Nam Thừa Tranh Sứ rồi đến Thượng Thư Bộ Hình. Vài năm sau lại được thăng chức làm tham tụng, chức quan ngang tể tướng trong triều. Theo sử sách, năm 1740, một lần, chúa Trịnh Doanh nghi ông về phe với Hoàng Công Phụ làm phản, gây loạn trong triều, nên bắt giam vào ngục để điều tra. Một năm sau, chúa xét thấy bị oan, đã tha bổng và phong ông làm tế tửu quốc tử giám. Sau này, khi từ giã quan trường, ông ẩn cư tại chân núi Voi, mở lớp dạy học cho người dân trong vùng. Ông còn thuê người xây dựng căn nhà nhỏ để hàng ngày người dân tới học chữ. Ông không phân biệt giàu nghèo, già trẻ, gái trai, ai có tinh thần học tập là dạy miễn phí. Khi ông mất, học trò dựng nhà thờ phụng. Lúc làm đốc học ở Thanh Hóa, bà Nhã Lê Quý Đôn đã đến thăm đền thờ Trịnh Huệ. Thấy nhà cửa xuống cấp, ông đã quyên góp tiền sửa chữa và khắc tấm biển treo trước đền là Trạng Nguyên Tử, để người đời nghìn năm ghi nhớ. Vâng, thưa quý vị và các bạn, có thể thấy rằng con đường khoa cử và làm quan của Trịnh Huệ khá gian truân và gặp nhiều trở ngại. Khi vừa đỗ Trạng Nguyên thì lại bị nghi ngờ là gian lận mới đỗ. Tới khi làm quan lại bị nghi ngờ theo phe phản loạn rồi bị bắt giam. Có lẽ trốn quan trường là nơi không phù hợp với ông. Vậy nên sau này ông đã lựa chọn từ giã quan trường và về quê ẩn cư dạy học, khuyến khích tinh thần học tập của mọi người dân. Và cũng nhờ đó ông được người đời nghìn năm ghi nhớ. Video ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Đừng quên like, share video để không bỏ lỡ những nội dung thú vị và hấp dẫn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.